Tỏi trên hâm, mộng mỏ tỏi tác mạng lệ trình tạp chí dân tộc thêm phát triển vô đài phát thanh truyền hình Bắc Cạn, lệ trình in hoi mài có nhung phiến gàng. Công siêu tú tứ đầu sái phì bong thính khói kén trà tình vô hội nhau miền ba bể huyện Bắc Cạn xanh. Xì chấu vua có xạ, gác nải chón dâm chờ đồn huyện. Y chẳng, mùng mỏ tỏi tăng mạng do bùa xa pháo có phiến, mài xuất dầm con hồi ngắm quỷ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhuận chồng công bố bệnh COVID-19 dâm lồng cua, yêu cầu tỉnh mà tế chia biên miền pháo dìa, căn này cháu căn cách ly lồng chờ tỉnh chấm hôm hồi, phân tư, phấy há sành nhất nạn hoi hắng nghỉ trên nghỉ dẹp dâm lồng cua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, dấu căn cách ly lồng triều tình chấm hôm hồi, phun tư phái há sành nhất nảy hoi hắng nghỉ trên nghỉ dẹp dâm lồng cua. Dấu căn nảy lẩu, hái làn, dâm nảy làn nhẹ bèo, hái lăng, dâm nảy lăng, hái xạ, dâm nảy xạ, hái quyện, dâm nảy quyện, hái xanh, dâm nảy xanh, phân xưởng, bèo máy, cán công, xe trụ, bêu tụ, phỉ ghế an toàn, tặng khẩu trang, dấu căn khử trùng. Yêu cầu mỏ tỏi, dâm bèo, mài xỉ kiếm, đảng, xuất, trao, bên hăng, mai húa nhận, mai đia trò bèng. Dấu miền bèng, dấu xỉ dâm bèo máy, cơ sở cán công kinh doanh dịch vụ, hòn mách khiếm tú bệ mét chủ quân kèng. Dấu căn lống này xỉ dâm phỉ ghé y thị, mách tú dâm chón, dâm công sở, họ tòng, bệnh viện, công cộng. Ủy ban Nhân dân Bắc Cạn xét ngám quyết định phê duyệt danh sách công dân dâm tổ bùng đã tháo khám trò bèng cấu mạng miền bèng dâm bệnh viện Bạch Mai, dấu căn này lầu cách ly dâm trung đoàn 750 phun tư, phà há phà dập nhất nền hôi, danh sách mài nghỉ trực chốt làn, bị có làn đạ, dâm phát có làn trụ bèng COVID-19 dâm bệnh viện Bạch Mai. Có công dân dấu căn cách ly bệ miền chón dâm chốt huyện, hời phẫu bệ Bắc Nậm, chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, chợ Mới, hời phẫu Bắc Cạn. Có công dân dâm danh sách dấu căn cách ly phun tư, phà há, phà dập nhất nền hôi, há chẳng cáo chợ phến hôi chính tụ xuất. Dâm tuần Sở Công Thương Bắc Cạn đã tò tàu dùn vùi cháu thấy mìn có năm hơi siêu thị. Bèo bùn phai hòn dâm tổ buông Bắc Cạn xanh, biển bùng húng mài cáo có nhùng hòn khiếm. Liều mài buôn mỏ tỏi dâm chấm hưng hoi dấu căn cách ly lồng chầu tình, căn Thủ tướng Chính phủ nhây tàu tàu. Dâm sẹo tháo có siêu thị vần mải hòn, có chia biên hòn vua doanh nghiệp vần biên hòn pháo dịa. Tháng này mỏ tỏi xê, mái tú rào hầy, có nông bèo hòn, bèo bùn phai hòn xê chú kết chuồng triệt. Liều bèo mài cáo hòn mài buôn mỏ tỏi dâm con hôi lồng của bùng tăng bệnh. Liều trùng trống mẫu chun chàng lống, mỏ tỏi dâm có nông tủ buông dâm xanh đang xuất phiêm cấu duông, tái keng buôn trùng trống mẫu chun, phun thoại dần, mà tới nhùng trùng trống đạ mài keng hỏi, tỏ mái kèng hỏi chăm, thêm đạ, bùng tăng tụ. Ngành chun mẫu đạ buôn phái cán bộ dịa tủ buông tỏ búa mỏ tỏi, dấu căn có trùng cháo cấu duông, thêm tái keng buôn trùng trống. Mua tỏi trên hâm, dấu căn dùn to búa, bong thính nhau miền khoi kén trà tình, dâm rượu khuya, hội nhau miền ba bể huyện Bắc Cạn xanh, xe đạp mài trăm còn lẩu bong thính hội viên, tỏ hăng nhiệt hấp lẩu, quyến nải xe tỏ mài trăm mô hình trà tình siêu tốt công, tỏ hăng siêu nạp bun tỏ mùa. Nhầm bộ nải xỉ úy chai mài tụ siêu nạp hăng, bun trăm hùa dâm ba bể, tỏ Dương Hoàng Trang, hội viên chi hội phụ nữ dâm láng nà ngò, Mỹ Phương Xạ. Đã bùng tám vòng còn, thấy liệp mô hình úi chay, y tàn tỏ nhây béo mài pé nom chay Ai Cập liều đào cháo, mùi thóng tỏ úi tứ phàm pé tháo với pé nom chay liều mài, thông quý hội phụ nữ xạ tỏ trang tụ tham gia lớp tập huấn, mình kế màu úi chay, tỏ sẽ đang giấu hồ sơ liều thông quý hội phụ nữ, mài bát tín chấp cá nhân con liều khỏi trang mô hình úi chay. Cụ thể là về những cái mặt kinh tế thì như chị Luyên đây thì chị cũng luôn luôn là xuống. Mình có mình trà tình bệ, tỏ Luyên xê dịa lang chùn búa, tỏ búa phụ nữ dấu trà tình. Mồng mài tỏ Luyên hội phụ nữ, thêm có tỏ dâm tổ dâm lang duốn chùn búa quân hội viên. Chị Luyên hội phụ nữ này với lại các chị em ở trong tổ trưởng ở trong thôn này. Tình nài sĩ bong thánh hội viên nhỏ miền dấu nhận. Nhàn con xây nhất khiếm, y tàn hội phụ nữ ba bể
đang cấu lây dịch bé lệnh xỉa chún nằm nhằn con, các ủy thác tứ ngân hàng chính sách xã hội, dịch chún bé kiểu nom tứ quầy tín dụng, lầy trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam Phần Lan, buôn y trên với bé dùn hội viên ca. Liêu nhằn con ca tòa mình giống siêu tú công, hội phụ nữ ba bề quyền đã tổ chức tố diệp bế lớp dùn búa kế màu cán công, buôn bé bế diệp hội viên. Quyến này đã mài sắm mô hình buôn siêu nạp hăng, từ biết chậm tháo dệt bé chụp kiệu non nhàn mùi nhắng mình tàu thăng mô hình hạ xuống vuốt tỏ nông thị thắm dâm mỹ phương xạ tỏ triệu thị lì dâm khang ninh xạ tỏ triệu thị sinh dâm quảng khê xạ mô hình dung ngùng thêm sông ngùng chun mài vuốt tỏ giàng thị bào dâm thượng giáo xạ thì để mà giúp nhau giảm nghèo và giảm nghèo bền vững tối sáu đầu sái bò múa tỏi khoi trắng trà tiền làm quyết khấu chồng mình pháo do bút tròi tiên chính bế hội phụ nữ huyện dê tỏ tạo có chi hội phụ nữ mảng quyết có hua khâu tu nhỏ miền dấu tiêu tứ nải bong nền bùa làm quyết khấu chồng dấu căn này lầu bong hòi công tạo xanh quân liều tỏ mùa mài huống khoi trắng trà tiền phụ nữ xê tỏ búa múa tỏi dấu căn kế màu cắn công tỏ có nhụng trùng xuống mài tía tiền trà tỉnh hăng vịa xuống sáu nải trà đàng thêm tu co cấp hội phụ nữ bong thánh tò mùa dâm tạ buông ba bề quyền đã chế liệp tụ thắm mô hình trà tỉnh siêu thú công tò mài siêu nạp buôn béo nhùa chuồng sáu tỉnh vai trò dâm khoi trắng trà tỉnh hội viên phụ nữ ba bề đã châu thắm xỉ siêu tỉnh bong buồn khiếm vịa tạ buông mua tỏi trên hăm tứ phà há sành nhất nẻn hoa nhắng nghỉ xin nghỉ diệp dâm chờ đồn nguyện bắc cản xanh y xạ sang bệ đồng thắng tốt xón tư y xạ lô bệ giã bản thêm đồng viên yên phong xạ tốt xón tư y xạ phong huân thêm yên nhuận chính thức tốt tràng liệp thêm mình bịa dấu xỉ dâm nay con hồi này có đơn vị hành chính cấp xạ sang gang nải xón xếp quật dấu xỉ nhất lống thêm siêu tốt cồng tỏ triệu thị chuồng bệ dịch dâm pê công chức cấp xã tốt buồn phai đàm len dấu văn phòng thống kê đồng thắng xã chợ đồn huyện Bắc Cản Xanh. Gang này chẳng chón y xã phi cấp, nẹp buồn cán bộ công chức dâm xã chăm pháo, tụ buông dấu xỉ cào kiang. Vậy tháng này, tỏ chuồng thêm có làn công chức đai, dụ kết chuồng phi bong thính dấu sung lống có mình phụ trách. Phòng thống kê thì có 4 người, thì bố trí thì 4 chị em. Phòng thống kê mài pê làn dấu xỉ, vậy tháng này, bê tỏ mùa đã chuồng hiếu bùn phái xỉ dấu, dìa bệ phụ trách mỉn đi đâu phung thán, thiếu viện hành chính khi mà tới mỉn xỉ dấu đai. Trong quá trình vừa sắp nhập xong. Ngay gang này chẳng phi chón, chính chuẩn đồng thắng xạ, xê đã câu duấn, bùn phái này bùn cán bộ công chức, bêu dấu căn tú lống chàng xỉ dấu, sau xuất viêm cào hăng, liều dấu căn tú có chỉ tiêu khỏi kháng trả tình triều tình vua tổ bùng. Nhìn chung thì tất cả các hoạt động của đảng chính quyền, gang này dặn chốt búa chàng liệp xạ, tháo y dặn, mang xuống lồng có xỉ dấu đảng chính chuẩn xạ, vẫn dấu xỉ căn xuống quê tỉnh thêm lề tàu dấu căn. Phun đem nái xì hầu, có xỉ dấu vẫn bêu tú on tỉnh. Quyến này dặn dấu xỉ, dơ búa buồn phái lồng xuống cán bộ công chức liều dấu xỉ on tỉnh. Xếp lại toàn bộ cán bộ công chức để ổn định làm việc. Dâm yên phong xạ, phun đem nái xì hầu đã dấu sung mùi xỉ khiếm, bên hăng, cầu duấn bộ máy dâm hệ thống chính trị, buồn phái nẹp buồn cán bộ công chức, cán bộ máy chuyên trách, kiểm kê bền trao hỏng húa, tài chính, hồ sơ tài liệu, siêu duấn có nom lồ dấn, dấu thêm đăng ký lồng sang dấn. Gang này chẳng chón xạ phi cấp, vẩy miền huông kéo đào tẩy chăm pháo, tài buồn xỉ dấu thêm miền tháo giao dịch cào chăm, tỏ nẹp buồn cán bộ công chức xạ danh đạ tỏ hàng hiêu thắm xỉ dấu, xuất phiêm dấu xỉ, liều mũi giao dịch cháu tổ chức thêm múa tỏi trụ on tỉnh, từ gót hòi chỗ phì chón. Sau 20 ngày sát nhập, đơn vị xã Yên Phong thì cơ bản là đi vào hoạt động là... Gang này dặn chón xạ phi cấp vẫn trồng buồng mà tánh nhủng khâu, tỏ phun thay dặn đơn vị đã chấu dị on tình. Này xỉ phi chón đơn vị hành chính cấp xã dâm chợ đồn huyện Bắc Cản Xanh tụ dấu công khoi mình bẹ, vậy tháng này đã tẩu tụ dì nhùn trồng hăng vô mờ tỏi nhầy. Ngay gang nẻ chẳng chốt búa nghị quyết, có xạ lám bịa bầu kêu cầu duần co chế căn thẩm chuẩn, liều bêu tú gang nẻ chẳng phì chón, chính chuẩn sang xạ, mình bịa dấu gì ọt tình, bêu tú lống nẻ mộng vừa tổ chức, vừa mò tỏi tháo giao dịch.
dầm con hòi chỗ phì chón, cấp ủy chính chuẩn dâm sàng xạ, đã chón công sĩ tàu tàu, on tỉnh cơ sở. Căn kiến hải tổ chức dầu căn lồng có sĩ dấu, bèo tú dầu xung có chỉ tiêu khảo kế hãng nghỉ chi nghỉ dịp. Khó dân bệ thắng hải nhây, vậy chỗ phì chón tài có xạ vẫn đang buồn mà tế nhủng khâu. Khó khăn trong cái sát nhập là một số cái, thứ nhất là cái vị trí việc làm. Một số anh em nó có sự thay đổi. Nhùng khâu tài nhất gang này chẳng chón xạ phi cáp bệ, xỉ dấu đạ mài trăm thiếu viện. Dâm phìn đảng vua, bua dấu nái mìn, tỏ y chẳng tú bùn phai dấu bẹ nhùng xỉ. Vậy thiếu viện xỉ dấu thêm tổ bùng xe bệ nhùng khâu bùn cán bộ cơ sở. Khó dân trong buồng trăm khâu, tỏ quyết chiến sĩ buôn buột, đại sĩ thiếu viện buồn phai tổ chức bộ máy vua hệ thống chính trị tinh gọn chấu dỉ hiệu lực siêu tú công, hiếu mộng anh siêu tú trăm công bên phún, tàu bỉa mình pháo dâm khỏi kháng trả tình triều tình dâm tập bùng. Mua tỏi trên hăm, dâm siêu quyết, chuồng chó xỉ chấu bút gấu kìm, công sĩ kiểm tra cơ sở chính kiểm hóa, hăm tiền buột tú, thêm xử lý tú hình, này sĩ. Tỏ đáng mấy hiếu cho hải tài bịa chính, xe tốt lực lượng kiểm lâm, dấu càn lống. Chuồng cháu đầu sái xuống, thêm khôi trắng trà tiền, dầm con nhắn quía, có cơ sở cắn công chính kiềm húa, dầm ba bề, xe bột mài tổng 200. Thám dấu căn tú này mồng mài đáng vua mua tỏi. Căn thống kê, y chẳng đồng quyền mài nghỉ chụp cơ sở, chính kiềm húa. Quía này xỉ mảng căn triệt vua lực lượng kiểm lâm. Có cơ sở tránh kiềm hóa dâm ba bể, xe số căn lồng có quy tình. Căn mà tới chiếu cơ sở tránh kiềm hóa, y tản có quy tình xử phạt. Dâm này tránh tráng quy tình xe tùm hái đỏ, mình đối tượng pam, xin hắn trùng kéo xử lý. Chính vì tháng này, liều mài đáng tránh lòng hoi, nhìn bua xe chủ số căn có quy tình, bế siêu mài đáng xuống mài còn cú đỏ. Được các anh kiểm lâm ấy là cũng tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên để bọn em làm sao. Dâm này xe mài kiềm xuống như bùa xe tu cấp phép cáo. Mình có nhùng đáng xuống phăm kéo kiềm xuống như bùa xe mài cáo sổ mài đáng hòng há như bùa xe tu kiểm lâm kiểm tra. Cháu hùa kiền bệ mài chấm kiềm thêm đao kiềm mang tài con dâm con hắn quía xỉ chầu vua có cơ sở dính đáng châm tạo bùng Bắc Cạn sen đã mài chấm bong thánh bùn khôi trắng trà tiền tàu tú sĩ dấu bùn chấm ràn dâm tạ bùn căn thống kê của ngành kiểm lâm y dàn dâm tạ bùn Bắc Cạn sáng mài nghỉ pẹ chúa chấm cơ sở tránh kiểm hóa kinh doanh kiểm hóa cháo pha chấm nhảy cơ sở thuộc doanh nghiệp thêm nghỉ pẹ lùa chấm farm cơ sở kinh doanh co hùa y dàn đang mài biết chấm nhảy cơ sở tiền máy dấu xì có cơ sở tránh đáng xón dâm có tạ bùn hay bầu Bắc Cạn chợ đồn ba bể chợ mới thêm na đi dâm nhãn quía coi dần lực lượng kiểm lâm đã trình lên kiểm tra giám sát tối sao có cơ sở tránh đáng tỏ nhiên hải cơ sở dũng sĩ xuống quy tình pháp luật b vần mà tới cơ sở tỏ đáng mai hữu cho hái tài liều tránh mài để quản lý tham mưu quản lý nhà nước về cái chế biến gỗ lâm sản ấy thì chi cục cũng đã tổ chức các cái xây dựng các kế hoạch để cấu lây căn cua giảng bế tránh đáng, chi cục đã tổ chức xế liệp theo kế, liều kiểm tra, căn quy tình, dâm thông tư nghỉ trực thiết, vua bộ nông nghiệp thêm phát triển nông thôn, kiểm tra còn cố đáng, vua có cơ sở tránh đáng, bêu tu tính hợp pháp mai, thêm kiểm tra, nài xỉ, khỏi kết đáng, kiểm tra đáng trồng mài, liều xím nài xỉ thiếu cơ sở, tò đáng bịa tránh mái trùng lầy, ngắn nhìn xin lành chập chua, đáng chuồn mài pia trên lụa pẹ lụa chấm thi khối dâm này đáng quấy mài triệu phàm thi khối 5.665 mét khối trong đó gỗ quý hiếm là 13 mét khối tiểu xê căn chi cục kiểm lâm Bắc Cạn sen xỉ mài sắm cơ sở tránh kiềm húa tại đau tẩy kiềm giật hoi giật dầu gìa sư đang hỏi xuất sắm xỉ lên đầu tháo công xỉ bú cấu tài nguyên môi trường giết bế nài xỉ tỉnh còn cố đáng vậy mài đáng liều tránh có cơ sở tránh đáng hòng há xe trụ nạp thắm nhùng đáng hồ chính vậy tháng này hãy mách câu lây thiệt biết này xỉ lầy bịa dây phép liều siêu mài đáng cần mài to mình mài mách chống pháp luật mài bát xê thoát ngay từ khi luật lâm nghiệp có hiệu lực và các cái nghị định thông tư của chính phủ ngay càng nải lâm luật tu tổ cần thêm có nghị định vua chính phủ
thêm thông tư Bộ Nông nghiệp, thêm phát triển nông thôn, chi cục kiểm lâm sẽ đã tham mưu Pun Sở, Ủy ban Nhân dân Bắc Cạn sang kết chuồng sáu sở tư pháp Tuần Búa có văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức châm sang huyện Liều Mó Tỏi xin hăng siêu tránh kiểm hóa, tham tụ có quy định pháp luật. Cho các chủ cơ sở chế biến gỗ cũng như người dân hiểu được các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác chế biến gỗ và nguyên liệu. Mảng tài con dâm siêu quý, Bắc Cạn sang xe mắt càng puột xuất, con vụ bàm hồ, dâm công sĩ dính đáng. Quý nải buôn puột, liều dấu tốt lống nái sĩ dấu, như nải tiểu khâu vua lực lượng kiểm lâm bệ, nải sĩ cần dấu căn lống quê tình, mài, thêm cho đáng tránh, vua nai có cơ sở căn công, tránh kiềm húa, xe nhất khiếm. Mua tỏi trên hăm, xuất xấy thêm hô tài dâm buông lắng chẳng, hưu tu có nhùng khâu vua mua tỏi buồng trụ, dâm này cát cổ voi mia, cát nầm chiêu buôn ngùng nhện khâu năng hải, khiếm trăm xì hậu, công khe. Có Nguyễn Văn Ngọc, xuất xấy nhắng nhật trên chua bé bê chật bê, dâm nà lạn lằng, hiệp lực xã ngân dân huyện, đã cằn chìm lò, dấu tốt nòng máy liều cát mia, cát nầm chiêu, bò mỡ tỏi mách khiếm trăm công khe, dấu tụ trăm công. Đang nẻ chẳng tốt nghiệp trung học phổ thông, có Nguyễn Văn Ngọc đã mình tổ nghề trò điện tử, dâm họ tòng cao đẳng nghề Việt Đức, Thái Nguyên. Chỗ chỗ có Ngọc khoi hiệu trò điện thoại dâm tập vùng, hỏng hoi, quật tiến mã thêm mua tỏi dấu công khâu, có Ngọc đã càn chìm lo, dấu chuất năm máy dắt đằng đòi tài nhất bị hắn nghỉ trên dập lụa. Có Ngọc buôn hưu, liều dấu tú nải năm máy, có đã chìm lo hưu dâm sâu báo, dâm mạng internet, thêm hộ tộ có làn miền đã mài kinh nghiệm dâm nghề dấu máy. Gang nải có siêu thêm cá nhàn hồng nông nghiệp thêm phát triển nông thôn bé kiệu nông nhàn, liều mai chặt xỉ dấu. Nhầm bột nải non máy bong chấm trộn xì hậu dầu công, chám mải dầu máy nàng trái, vậy tháng này chấm làn đã lo tháo có Ngọc nhẹ bèo, liều lanh mai. Có đã dầu tụ chấm nhùng máy bên hăng, máy dắp cỏ voi mía, dắp đìa mía, cát nòm chiêu. Ban đầu ấy thì tôi khó khăn về mọi mặt, về cả vốn này rồi là về cả kiến thức. Thì tôi cũng tự tìm tòi học hỏi trên mạng này. Chỗ chỗ, dìa buồng chăm khấu mì nhàn con, xên hăng hiểu tròi, tại dìa đã càng chìm lo hộ tội dâm mạng, lưu cá nhàn vừa có làn cỏ dâu nhây, mai địa xì hậu trồng cá nhàn cháu nhàn tròn hăng liều chấu. Dâm nải xì hậu mai mà nhàn con, vậy tháng nải dìa chốt viêm chấu, phun thay dặn, xê đã on tỉnh. Dìa mộng tàu mài công chấu buôn lồm xuống trình hình dâm tập bùng. Ý tưởng của tôi thì cũng tương đối lớn đấy. Y chẳng, xưởng cơ khí vừa có Nguyễn Văn Ngọc dầu tụ chấm nhùng máy liều pêu pun cán công xuân màu, bên hăng, máy giáp đằng đòi, cát nòm chiêu, máy giáp đìa mía, cháu công suất, hô phai phái máy phỉn hăng. Vậy máy tụ dấu pháy, tỏ dấu xỉ siêu tụ công, chám mải dầu họp lây, tài chấm nhùng máy tụ cơ sở có Ngọc dấu xuất, tụ chấm làn miền nắt, buồn khẽ thao lanh mai máy giật ho giật chấm pháo, chuồng cháu nền xỉ can chìm lo hộ tụ. Có Nguyễn Văn Ngọc xe biển biểu kế dâm nẻ sĩ lo tẩy mải hòn. Thao y rằng, máy tú sườn cán công đã mài mải dâm lụa cho phàm sánh hơi phẫu vô lồng cua, thêm tò mình mải dâm Lào, thêm Campuchia. Liều bêu tố cáo quần hồng mải, có Ngọc đã chinh dâm là miền công dâm tổ bùng, nải dính bị đoàn viên trình hình. Gang nẻ rằng hộ chấu sĩ y há, miền công đã hưu chấu tú máy, thêm cháu mức siêu nạp dật làn miền dâm há tú tứ pia tháo xỉa cựu nom. Mô hình của bạn Ngọc là một mô hình rất là hay và đặc biệt tiêu biểu ở huyện. Tòa cháu mô hình cán công cơ khí, vừa đồng chí Nguyễn Văn Ngọc nhây bệ, nhật mô hình buôn siêu trà tỉnh hăng, mềm tàu, vô huyện, thêm đạ tụ cao cấp, có ngành trên nên cấu mảng chui, tư vấn đồng chí ca có quần nhàn con. Mô hình đạ tẩu mài công chấu buôn chăm đoàn viên trình nên tổ bùng, mài siêu nạp on tỉnh. Mô hình vừa đồng chí Ngọc nhây đạ tụ dìa bùa khỏi trắng chấu, thêm chuồn búa buôn đoàn viên trình nên hộ tổ. Cháu heo thăm xỉ chấu có Nguyễn Văn Ngọc đã bến chàng nông pháng buôn đoàn viên trình niên dấu căn. Kháng nghỉ trên dập lụa có đạ mình tàu tú giải, dâm dùn sái biển biểu kế khoa học Bắc Cạn xanh tài phế dùn. Kháng nghỉ trên dập bếp có xe bệ, giật dâm có làn đại biểu thấy miền buôn trình niên Bắc Cạn xanh, tú thán dâm dùn đi đâu liệp công thán, bằng tòa niệm chết dẹp hàng bẽ hồ xuất búa hiểu đi đâu thăm cua. Mẹ
Kỳ ơi ở đỉnh trên lò sống coi ở thao nhật lộ nên phải quay món tuôn lò dùn chia pét ở chiếm nhuộn ở tháo ơi nghe nổ màn phải tiếng chuông phiêu tường phải cháu ơi
chuông gia đồ ấy chuông phiêu chuông ấy trắng cao nghìn có miền cành chua nổ màu hoa vì mai xíu duân muôn trao còn khá cao bèo khói nhìn tài đỡ tháo chi ngơ xin trình xe nổ dạo mài suối nhậu đi nhắm hồ dạo khói lỡ tháo mài bé hồ cho dơ tài mài trao cháy té dẫn thế nổ tiêu chún bố phải phải trao khói mài ó lầu hoa khói ô thông tài lỡ tháo muôn ô chìm bé hồ ơ ê na ô chìm ô đi mãi xíu duân muôn trao còn khá cao bèo khói nhìn bu khói ô mài tài đỡ tháo chi ngơ xin trình xe nổ suối nhậu đi dám hồ rào khói lỡ tháo mai rồi té hồ cho dơ tài mai trao phải trao tay ô tàu khói mài ô lầu hoa khói ô thân tài lỡ tháo muôn ô chìm bé hồ mua tỏi ngắm bằng lưu lời trình tạp chí dân tộc Thêm Phát Triển vừa đài phát thanh truyền hình Bắc Cạn nhất hiệu in mua tỏi đại liều phim tăng mạng lời trình hiện buồng mua tỏi dâm có lời trình gàng.